Xin lỗi cậu nhiều nha. Của ai nhà nãy in nha. Bữa sau chị ý tứ hơn chút nha. Ý tứ hả? Thì á, chị ăn á, rớt dụng bánh xuống sàn. Rồi bàn ghế thì xơi dịch lung tung. Ngày nào chị dạy xong á, em cũng dọn muốn chết luôn. Sau này chị đừng có tùy tiện đụng vô đồ của người khác nha. Hello em. Nguyên á về trễ nên nó kêu chị ngồi đợi nó một chút. Dạ. Nguyên nó mắc cười quá. Ừ. Ây da. Ừ. Chị My. Ừ? Dụng bánh rơi xuống sàn dọn cực lắm đó chị. Ừ. Chị xin lỗi. Bữa sau chị để ý ha. Dạ. Bữa sau chị ý tứ hơn chút nha. Ý tứ hả? Thì á, chị ăn á, rớt dụng bánh xuống sàn. Rồi bàn ghế thì xơi dịch lung tung. Ngày nào chị dạy xong á, em cũng dọn muốn chết luôn. Ủa em có hơi khó tính quá không? Chị ăn xong rồi tí nữa trước khi chị đứng dậy rồi đi chị sẽ dọn mà. Với lại em nghĩ quan cho chị rồi đó. Chị vô ngồi chị ăn chị đọc chuyện thôi à. Chứ chị không có mà xây dịch bàn ghế gì đâu. Thì hồi nãy em dọn rồi, bây giờ em phải dọn lại nữa nè. Thôi xin lỗi em mốt chị không ngồi đây ăn nữa. Chị để nó đi em dọn cho. Thôi khỏi, chị dọn được. Chị vô phòng Nguyên chị đợi. Alo. À, dạ, em xuống liền. Dạ, đúng rồi anh, dạ đúng địa chỉ đó rồi. Tao biết. Lại lại. Vô ông chờ một cái, mau lên. Dạ. Bỏ đại đó, đi xuống. Vô lại lên. Dạ, alo, em tới rồi nè. Chào chị. Dạ, anh tới hả? Lấy đồ. Ờ, thôi đợi em xíu nha. Trời sao nắng dữ vậy trời. Dạ, em ra liền. Dạ, có trả tiền xe không anh? À, vậy hả? Ây da. Ây. Trời ơi. Alo, dạ, em tới liền. Ủa, chị tìm cái gì ngoài vậy? Ủa, Tâm Anh, em có thấy cái áo khoác của chị để đây không? Em đâu có thấy đâu, em vừa mới xuống mà. Đâu rồi ta? À, chị ơi. Hả? Có thể là Lam Chi giấu á. Lam Chi hả? Ờ. Ôi, nắng quá. Ủa, hello hai đứa. Ủa chị, hả? Chị lấy cái áo của em hả? Ủa, cái áo này của em hả? Chị xin lỗi nha, tại hồi nãy trời nắng quá chạy ra lấy đồ á, cho nên chị mượn đỡ. Chị... sao nó rách rồi? Sao rách rồi chị? Chắc là hồi nãy gấp quá nó mang vô cửa, nhưng mà sao rách nặng dữ vậy, mang có chút xíu. Sau này chị đừng có tùy tiện đụng vô đồ của người khác nha. Chị ơi, sao nãy chị lại nặng lời với chị My vậy? Tại chị My tự tiện đụng vô đồ của chị chứ gì nữa. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Chị về nha Tâm Ý. Chào chị. Chào em. Ê, lớp trưởng gửi tài liệu ôn thi kìa, đi anh liền đi. Tôi có cái nào học bài đâu, thôi khỏi đi. Không học bài sao đậu trời. Ê, đi anh liền đi, có nhà 4 không? Cho tôi xin 100 tờ đi. Trong tủ. Hay ta, nói cái có liền luôn ta. Ủa, có luôn nè. Dừng lại. Không được đâu. Chào chị, sao vậy chị? Cậu không có anh ở đây được đâu.
Chị phải cho em biết lý do chứ. Tại vì in 100 tờ thì nhiều quá, còn tốn tiền mực, tiền điện nữa, không có được đâu. Xin lỗi cậu nhiều nha. Của ai nhà nãy in nha. Giấy này á, người ngoài cũng không có sử dụng được đâu. Cậu muốn xài nhiêu thì nói tôi đưa cho cậu nha. Ê, điện thoại tôi hết pin rồi, không mấy cho mượn dây sạc được không? Ở đó đó. Ý, không có được đâu. Của ai nấy xài nha. Thôi, của ai nấy xài đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ê, tự nhiên thấy đói bụng quá. Hay là tụi mình gọi pizza đi ha. Ừ, cũng được á. Sẵn tiện tụi mình gọi thêm khoai tây và mì nữa. Ok. Không được. Dừng lại. Ơ, trả điện thoại lại cho em. Em không có được gọi đâu. Nè, mấy đứa ăn đỡ cái này đi. Chị mới chiên ngon lắm á. Nếu như em không thích ăn thì sao? Nè, ăn thử đi, ngon lắm á. Đi làm cái gì? Chị nói thiệt đó. Sao? Chị kỳ cục quá à. Đồ dạy heo nó mới ăn. Dạ thưa ông, con xin báo cáo. Ừ. Đầu tiên là Quang muốn in 100 tờ giấy, nhưng con nhất quyết không cho, nên tiết kiệm được 20 ngàn. Giỏi. Sau đó, Lâm Chi gọi pizza nhưng con cũng không cho, nên đã làm chuối chiên cho nó và tiết kiệm được 300 ngàn. Quá giỏi luôn. Dạ, còn nữa không? Tôi xin giao táo. Sau đó, con đã trả lại số táo mà nhà mình đặt hàng tháng, vì táo tháng trước mua vẫn còn nhiều và còn ăn được. Con giỏi lắm. Những trái táo sắp bị thối, con đã gọt đi phần hư rồi cắt sẵn bỏ vào tủ lạnh. Nếu không làm vậy thì táo sẽ bị hư hết. Kết quả là tiết kiệm được 1.200.000. Thông minh quá. Cuối cùng, để tiết kiệm nước, con đã bỏ đá vào bồn cầu. Con nói là bỏ đá để tiết kiệm nước hả? Dạ đúng rồi ông. Tuy là không có tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng mà mỗi tháng tiết kiệm gần được 100.000 đó ông. Trời ơi trời, vậy mà con cũng nghĩ ra. Sao con giỏi quá vậy? Tiết kiệm gì là hay đó, cứ thế mà phát huy nha. Vô đi. Ông ơi, con báo cáo những việc hôm nay được không ông? Được con, vô đây. Dạ. Dạ, bắt đầu từ tối qua. Tại sao lại đúng đi? Dạ, bây giờ là 8 giờ tối. Theo lời ông thì con sẽ tắt hết đèn điện trong nhà từ lúc 8 giờ để tiết kiệm điện. Mọi người nhớ đi ngủ sớm nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Không chịu đâu, không chịu. Con muốn cúp điện con. Trời ơi, nó nói là nó làm liền à. Thôi, đi ngủ đi con. Đi. Nếu tiết kiệm như vậy, mỗi tháng chúng ta sẽ tiết kiệm được 500.000 tiền điện. Còn nữa, con còn bỏ muối vào nước giò gạo để giặt đồ thay thế cho thuốc tẩy. Như vậy, mỗi tháng con có thể tiết kiệm được 50.000. Có lý lắm. Từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, con sẽ tắt toàn bộ máy lạnh trong nhà và mọi người chỉ được bật khi đi ngủ. Nếu thấy nóng, chị em con sẽ dùng quạt nên không sao cả. Giỏi.